Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bó một cái bó bông 25 bông hoa như thế này nha. Hoa này là hoa sáp nè. Mình sẽ phối hai màu hồng và màu trắng. Rồi đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bẻ cái cánh hoa hồng sáp. Thì cái hoa hồng này là hoa ba lớp đó các bạn. Các bạn sẽ bẻ ra thì được cái bông hoa có kích thước nó to hơn. Đây là chúng ta sẽ bẻ những cái cánh này ra là đó. Rồi đây là bông hoa thường nha. Và bông hoa bẻ cánh nè. Các bạn sẽ thấy khác nhau hơn đúng không? Ở đây mình sẽ bẻ nè. Ở giữa cái đài này mình sẽ bẻ cho nó cố định ở giữa các ở giữa cái khe đài này các bạn. Để cái đài nó giữ phần hoa, phần cánh hoa bẻ ra nha. Đấy, các bạn bẻ lần lượt cái từng cái lớp ở ngoài cùng thôi nha các bạn. Đó. Ta được bông hoa bẻ cánh như thế này. Rồi đây là những cái bông hoa mình đã bẻ cái cánh rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ thực hiện cắm hoa vô xốp và bó giấy này.